Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, báo chí lề đảng đang dọn đường để cho Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục được đảng và nhân dân lựa chọn ở lại cho khóa 13 sắp tới. Trọng sẽ tiếp tục làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Bài viết mới nhất trên Vietnamnet phỏng vấn Tổng Thư ký của Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Viết Thông cho bạn đọc thấy điều đó. Tính đến khóa 13 tới, có các Ủy viên Bộ Chính trị sau đây bị quá tuổi 65, nếu muốn được tiếp tục phải được coi là trường hợp đặc biệt. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Một số đối tượng khác không có tham vọng tiếp tục khóa 13 nên không nhắc đến đó là Nguyễn Thiện Nhân, Ngô Xuân Lịch, Tổng Thị Phóng. Ba đối tượng này chắc chắn sẽ về hưu vào đầu tháng riêng năm 2021. Hiện nay cả bốn đối tượng quá tuổi nêu trên duy trì có Nguyễn Phú Trọng là quá rất nhiều tuổi. Trọng hiện nay đã 76 tuổi sau khi bị làm mực một nắng ở Kiên Giang thì sức khỏe giảm sút trầm trọng. Tuy nhiên điều này không làm giảm sút tham vọng tiếp tục một nhiệm kỳ tổng bí thư nữa cho đến lúc chết. Quay trở lại với bài báo của Vietnamnet phỏng vấn thông thông cho biết theo quy định, những trường hợp đặc biệt tiểu ban nhân sự và bộ chính trị cho ý kiến trước, thảo luận trong tiểu ban nhân sự, sau đó tiểu ban báo cáo bộ chính trị rồi bộ chính trị trình trung ương Lúc này Trung ương thảo luận rất kỹ để xem trường hợp này có nên đặc biệt hay không. Điều hài hước chính trọng lại là trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 13, tức là việc giới thiệu những trường hợp đặc biệt nào quá tuổi cho đại hội tiểu ban do ông Trọng cầm đầu sẽ cho ý kiến trước. Tiếp sau đó, thông chỉ mặt đặt tên luôn về Trọng bằng đoạn, có nhiều lý do để chọn trường hợp đặc biệt một là bản thân người đó là thật sự có đức có tài như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một điển hình. Phải khẳng định trước hết là không phải là do không tìm được người mà vấn đề đặc biệt là người đó ở lại có đảng, có lợi cho đảng và lợi cho nhân dân. Đoạn này hết sức đặc biệt, nó gần như là khẳng định đại hội sắp tới trọng sẽ là trường hợp đặc biệt. Thông cũng viện dẫn khi nhắc tới còn cô Loan làm việc đến 79 tuổi Lê Duẩn, Trường Trinh, Đỗ Mười Làm việc không tính tuổi Và Thủ tướng Malaysia làm tới 92 tuổi Thế tức là gần như chắc chắn Nguyễn Phú Trọng sẽ là một trong những trường hợp đặc biệt quá 65 tuổi ở lại trong nhiệm kỳ Bộ Chính trị khóa tới. Một trong các trường hợp còn lại có thể là Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ được đàm phán cài cắm nhân sự người nhà ở các vị trí khác để chấp nhận về hưu. Luôn dương cao ngọn cờ chống tham nhũng, những kẻ tham nhũng số 1 hiện nay là Nguyễn Phú Trọng, tham nhũng quyền lực. Hai cẳng đi không nổi nhưng vẫn quyết tâm tranh giành quyền lợi, tranh giành chức vụ. Người dân có thể cười ồ lên khi đọc tin tức về nước Nga. Putin làm tổng thống suốt đời, sửa cả hiến pháp để Putin làm được điều đó. Họ không thấy rằng thật ra ở Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng vậy. Ngay cả Đại hội 10 trọng đã là một trường hợp đặc biệt giới thiệu cho Đại hội 11. Đại hội 11 trọng lại là trường hợp đặc biệt giới thiệu cho Đại hội 12 và sắp tới trọng lại là trường hợp đặc biệt giới thiệu nhân sự cho Đại hội 13. Nguyễn Phú Trọng sẽ chết già trên chiếc ghế tổng bí thư. Khác với Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang chết tức tuổi trên ghế, Đinh là Thăng thì chết dục ở trong tù. Lươn Trạch, Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 tháng 11 năm 2018, Nguyễn Phú Trọng đã ví đám Nguyễn Bắc Sơn Trương Minh Tuấn như con lươn con trạch để sau đó ít tháng, mấy tay đó bị sổ khám. Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như con lươn, con trạch. Ông ta cho rằng khóa 12 đã quá nhiều cán bộ suy thoái đạo đức cũng như chính trị như còn lươn, con trạch chui sâu, leo cao, lên tận bộ chính trị. Ông ta trách móc như thế để hy vọng Đại hội 13 sẽ không còn chuyện tương tự. Ông Trọng quả thực là một tên ba phải. Với cương vị tổng bí thư từ nhiệm kỳ từ hai nhiệm kỳ qua, những con lươn con trạch chui sâu leo cao ít nhiều đều có trách nhiệm của ông trong đó. Ai giới thiệu mà ai có giới thiệu nhưng ông gạch tên những người đó ra thì đâu thể họ có thể leo cao chui sâu. Chính như ông ta tiếp tay cho đám nhân sự lươn trạch giờ quay ngược lại trách những con lươn con trạch đó mà ông Trọng xem những ai biếu quà cáp để chạy chức chạy quyền và biểu hiện lươn lẹo. Người ta chỉ mới biếu quà cáp cấp trên ông chửi người ta như vậy rồi. Thế ông khụp đầu trước Bắc Kinh để xin chống lưng để mà ngồi luôn hai ghế thì biểu hiện gì đây hả ông Trọng? Ông Trọng cho rằng chọn nhân sự phải trong sạch, không có biểu hiện tham quyền cố vị xu nịnh Ông chửi người ta xối xả như thế trong khi tuổi của ông đã gần 80 mà hai khóa trước đúng ra ông đã quá tuổi để về hưu. Vậy mà ai đã tham quyền cố vị hai khóa liền? Mặc dù đi còn không nổi, nằm ở viện nhiều hơn nằm ở nhà và đến văn phòng thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà vẫn ngồi đến tận hôm nay. Ông Trọng vô liêm sỉ, ba phải đến vậy hay sao? sau cuộc đụng độ biên giới, nguyên thủ quốc gia Ấn Độ là Modi đã đến vùng biên xem chuyện chiến trận và buộc Trung Quốc đã rút quân khỏi vùng tranh chấp, một chiến thắng vẻ vang đập tan luật điệu gọi là vừa hợp tác vừa đấu tranh, hay có đánh thì ngồi tổ chức đại hội được không? Nếu Modi mà không cứng rắn thì liệu Trung Quốc sẽ gậm nhấm tới đâu? Nhìn lại ta chủ quyền của cha ông để lại dưới hai nhiệm kỳ của ông trọng ông đã giữ vững, bảo vệ được cái gì cho Tổ quốc và suốt ngày ông khoe là giữ vững, bảo vệ. Trong khi mới đây, Bộ Quốc phòng báo cáo 162.000 hecta đất rơi vào tay Trung Quốc, mà kẻ chịu trách nhiệm đó không phải là ông thì là ai? Nếu Modi ươn hèn giống như ông Trọng thì Bắc Kinh nó có chịu rút quân ra khỏi biên giới hay không? Một kẻ lươn chạch lươn lẹo chui sâu vào bộ chính trị bằng sự chống lưng của Bắc Kinh một kẻ tham quyền cố vị vô liêm sỉ mà lại trách móc kẻ yếu hơn mình là lươn trạch đó là biểu hiện của sự lươn lẹo trên báo Vietnamnet có bài quy trình xem xét trường hợp đặc biệt phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông tổng thư ký kiêm ủy ban ủy viên thường hội thường trực hội đồng lý luận trung ương phân tích sâu hơn về cơ cấu độ tuổi vào bộ chính trị trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như quy trình xem xét giới thiệu những trường hợp đặc biệt trong phần tiếp theo cuộc trao đổi với Vietnamnet. Phát biểu kết luận hội nghị Trung ương 12 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 cần có 3 độ tuổi dưới 50, trên 50 và trên 60 tuổi. Theo ông, vì sao lại cơ cấu 3 độ tuổi như vậy? Việc cơ cấu 3 độ tuổi vào Ban chấp hành Trung ương không phải lần đầu tiên mới đặt ra cho nhân sự Đại hội 13. Việc này được xác định từ lâu. Cơ cấu này không chỉ áp dụng với cấp Trung ương mà cho cả cấp ủy các cấp. Thực tế ở địa phương có tình trạng không thực hiện đúng cơ cấu về độ tuổi, dẫn đến gần đại hội có một số nơi rơi vào tình trạng chuối chín cả nại tức là các nhân sự vào cấp ủy đều cùng một độ tuổi, đến khi về hưu tất cả đều nghỉ, tình trạng này dẫn đến khó khăn trong việc bố trí nhân sự, kể cả cấp ủy viên, thường trực và thường vụ. Ở toàn quốc thì có tình trạng tỷ lệ cơ cấu trẻ vào trung ương dưới 50, một số nơi không đạt được Căn cứ vào một thực tế những nhiệm kỳ vừa qua, quy hoạch nhiệm kỳ này, Trung ương thấy độ tuổi 50 từ 10 đến 15% còn chủ yếu là độ tuổi 51 đến 60, với độ tuổi 61 trở lên chiếm 10%. Tỷ lệ này cũng xuất phát từ thực trạng đội ngũ Ủy viên Trung ương khóa 12 và khả năng để vào Trung ương khóa tới. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là số nhân sự 61 tuổi trở lên vào trung ương không có nghĩa là tất cả đều quá tuổi. Theo quy định từ trước đến nay tuổi tái cử ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban chấp hành trung ương nhìn chung không quá 65. Như vậy những người trong bộ chính trị ban bí thư từ 61 tuổi trở lên cũng thuộc diện tái cử nhằm trong tỷ lệ 10% theo quy định chứ không phải là 10% này đều là trường hợp đặc biệt. Vậy như thế nào được xem là trường hợp đặc biệt? Việc bầu ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư như mấy khóa gần đây đều có trường hợp đặc biệt. Trong quy định cũng nói rõ về các trường hợp đặc biệt. Ví dụ như theo quy định ủy viên trung ương tái cử nhìn chung không quá 60, nhìn trường hợp đặc biệt là quá 60 vẫn có thể giới thiệu để bầu ban chấp hành trung ương khóa mới. Tương tự Bộ Chính trị Ban Bí Thư là không quá 65, còn quá 65 là trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn như đại hội 12 vừa qua, 4 ủy viên trung ương khóa 11 quá tuổi là các ông Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tị, Bùi Văn Nam, Huỳnh Phong Tranh vẫn được Ban chấp hành trung ương khóa 11 xem xét, giới thiệu với đại hội để bầu vào Ban chấp hành trung ương khóa 12. Kết quả 3 ủy viên trung ương khóa 11 quá tuổi là Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tị, Bùi Văn Nam đã trúng cử. Còn Bộ Chính trị cũng có trường hợp đặc biệt như khóa 10 đã xem xét giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 tiếp tục giới thiệu bầu vào Trung ương khóa 11 và được Trung ương bầu Ủy viên Bộ Chính trị và bầu làm Tổng Bí thư. Đến khóa sau, Ban chấp hành Trung ương khóa 11 cân đối nhiều mặt vẫn quyết định tiếp tục xem xét giới thiệu trường hợp đặc biệt đối với ông Nguyễn Phú Trọng, dù ông đã quá 65 so tuổi để bầu vào ban chấp hành trung ương khóa 12, bầu vào bộ chính trị và bầu làm tổng bí thư như hiện nay, đó là trường hợp đặc biệt trong bộ chính trị. Như vậy khóa 11 có đặc biệt, khóa 12 cũng có đặc biệt của ủy viên trung ương cả với cả bộ chính trị. Còn quy trình giới thiệu bầu những trường hợp đặc biệt được thực hiện ra sao? Hội nghị trung ương 12 vừa qua cũng bàn đến vấn đề này nhưng cần nói rõ trước khi xem xét trường hợp đặc biệt thì bước bầu bước đầu tiên phải xem xét những người còn trong độ tuổi tái cử. Hiện nay chúng ta có 194 ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết thì phải xem xét trong 194 người này ai có đủ độ tuổi và đương nhiên phải đủ tiêu chuẩn thì giới thiệu tái cử xem được bao nhiêu đấy là bước thứ nhất. Hội nghị trung ương vừa rồi cũng thống nhất và số lượng của bộ chính trị trung ương khóa 13 cũng dự kiến là 200 người. Trong đó khoảng 180 người là ủy viên chính thức và 20 người là ủy viên dự khuyết giống như đại hội 12. Bước thứ hai là xem xét đến những người lần đầu tiên tham dự bộ chính trị trung ương. Nhân sự được giới thiệu nhìn chung là theo quy hoạch nhưng ai đặc biệt xuất sắc nhưng chưa nằm trong quy hoạch cũng có quyền được giới thiệu. Vừa qua, các nơi giới thiệu lên, Ban chấp hành Trung ương cho ý kiến đợt đầu tiên gần 200 và mới bổ sung thêm tổng số gần 250 người. Căn cứ vào số lượng ủy viên Trung ương đã dự kiến 200 thì bước đầu xác định số tái cử là bao nhiêu. Đến bước giới thiệu những người tham gia Trung ương lần đầu, sau đó mới đến bước thứ ba là xem xét các trường hợp đặc biệt mà đã gọi là đặc biệt thì không nhiều. Tương tự như vậy, cách giới thiệu của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thế, hội nghị trung ương vừa rồi cũng đã nhất trí dự kiến số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 từ 17 đến 19 người. Ban Bí thư dự kiến là 11 đến 13 người, nhưng không phải tất cả mới mà có một số lượng ủy viên Bộ Chính trị phân công kiêm luôn ủy viên Ban Bí thư. Cách làm cũng theo ba bước tương tự như là tiến hành quân sự ủy viên trung ương. Như tôi nói ủy viên trung ương khóa 11 chỉ có 4 người quá tuổi 60 tuổi là trường hợp đặc biệt, ủy viên bộ chính trị ban bí thư chỉ có 1 người đặc biệt. Hội nghị trung ương 12 vừa rồi mới thống nhất về nguyên tắc lớn, như vậy còn chưa đi vào cụ thể. Trung ương nói rõ trường hợp đặc biệt thì bộ chính trị sẽ xem xét cân nhắc kỹ lưỡng để báo cáo Bộ Chính trị Trung ương và Trình đại hội 13 xem xét quyết định. Sau hội nghị Trung ương 12, tiểu ban nhân sự đang tiến hành làm các bước tiếp theo. Theo quy định, những trường hợp đặc biệt tiểu ban nhân sự Bộ Chính trị cho ý kiến trước, thảo luận trong tiểu ban nhân sự, sau đó tiểu ban báo cáo Bộ Chính trị rồi Bộ Chính trị trình Trung ương Lúc này trung ương thảo luận rất kỹ để xem xét trường hợp này có nên đặc biệt hay không. Ông có thể nói rõ hơn đối với các trường hợp đặc biệt là do thiếu người hay là do vị trí đó không tìm được người phù hợp ngoài trường hợp đặc biệt. Có nhiều lý do để chọn trường hợp đặc biệt, một là bản thân người đó là thật sự có đức, có tài như tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một điển hình phải khẳng định trước hết là không phải do không tìm được người mà vẫn là vấn đề đặc biệt là người đó ở lại có lợi cho Đảng và cho nhân dân. Sau đó mới đến lý do thứ hai là lĩnh vực đó khó tìm được người thay thế tốt hơn, nhưng điều này không quan trọng bằng lý do thứ nhất. Tôi cũng nói luôn là trong lịch sử Đảng ta trước đây chọn nhân sự không căn cứ độ tuổi. Tôi ví dụ như những nhân sự có tài năng, đức độ, sức khỏe vẫn làm việc như thời ông Hồ Chí Minh là việc tới 79 các ông Lê Duẩn, Trường Trinh, Phạm Văn Đồng cũng làm làm việc không tính đến tuổi tác. Ngay như ông Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí Thư khi đã 74 tuổi. Điều đó để nói rằng đảng ta trước đây là không có quy định độ tuổi. Thế Thủ tướng Malaysia 92 tuổi thì sao? Trong các kỳ đại hội thời kỳ đổi mới, chúng ta mới đưa độ tuổi như cụ thể là ủy viên dự khuyết là không quá 45 tuổi. Những người lần đầu tiên vào trung ương nhìn chung còn độ tuổi để công tác được hai nhiệm kỳ, ít nhất chọn một nhiệm kỳ. Trung ương nhìn chung là không quá 60, Bộ Chính trị nhìn chung là không quá 65 tuổi. Theo tôi, chỗ này cần phải nghiên cứu lại để nếu được chính khách không có tuổi, còn công chức thì có tuổi. Như vậy sẽ tận dụng được người có đức có tài. Bây giờ tuổi thọ bình quân của mình đã tăng lên 74. Quốc hội cũng thông qua việc tăng dần tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 để nam 62 và nữ 60. Những độ tuổi để bắt đầu tái cử vào Bộ Chính trị Trung ương, Bộ Chính trị thì chưa thay đổi tuổi. Ngược lại, chúng ta cũng từng có nhân sự trẻ 13 tuổi. Ông Nguyễn Hiền, Đỗ Trạng Nguyên, lúc bây giờ ta cũng bàn nhau là bổ nhiệm hay đợi đủ tuổi và thống nhất đã Đỗ Trạng Nguyên là bổ nhiệm làm quan. Như vậy ta có cán bộ 13 tuổi làm quan là Nguyễn Hiền. Để nói là trong lịch sử của cha ông chúng ta cũng từng bổ nhiệm cán bộ trẻ, từng bổ nhiệm cán bộ cao tuổi. Bây giờ, có nhiều ủy viên trung ương 60 tuổi có đủ đức độ và nghỉ hưu sớm thì phí quá. Qua theo dõi các khóa ông thấy khi thảo luận về các trường hợp đặc biệt thường các ý kiến đưa ra những cơ sở lý lẽ như thế nào. Tôi lấy ví dụ như trường hợp của ông Bùi Văn Nam, Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tị là những trường hợp đặc biệt được giới thiệu ra đại hội 12 đều là những người có vừa là năng lực nổi trội, đủ tiêu chuẩn. Đồng thời, những vị trí đó cần những con người như thế. Bộ Công an cần một thứ trưởng như ông Bùi Văn Nam, Quốc hội cần một người am hiểu về luật, thể chế như Uông Chu Lưu. Những căn cứ đó đều được đưa ra thảo luận rất kỹ tại đại hội. Thậm chí có trường hợp đại hội người ta tiếp tục giới thiệu như đại hội 12 vừa rồi, Bộ Chính trị Bộ Chính trị Trung ương không giới thiệu nhưng ra đại hội, đại biểu có quyền giới thiệu thêm người để tiếp tục tái cử Bộ Chính trị Trung ương, cụ thể là trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh năm 1949 đến đại hội 12 là 67 tuổi, đã nằm trong diện đặc biệt. Tuy Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương không giới thiệu nhưng ra đại hội có đại biểu giới thiệu đại hội 12 đã xem xét rất kỹ và cuối cùng đã bỏ phiếu đồng ý cho ông Nguyễn Tân Dũng rút hay không. Tất cả đều làm đúng quy trình và rất bài bản chặt chẽ. Đối với các trường hợp đặc biệt không phải chỉ có Bộ Chính trị là quyết định xong mà Bộ Chính trị trình Ban chấp hành Trung ương. Ban chấp hành Trung ương lại phải trình đại hội để xem xét nhất trí danh sách giới thiệu để bầu. Tinh thần của khóa này cũng vậy, những trường hợp đặc biệt bộ chính trị phải xem xét một cách toàn diện có thực sự đặc biệt không. Tổng Bí thư Chủ tịch nước có lưu ý, khóa 13 cần tăng cường số lượng ủy viên trung ương và các vị trí địa bàn lĩnh vực công tác trọng yếu, nên hiểu tinh thần này thế nào thưa ông. Lĩnh vực trọng yếu trong các lĩnh vực về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, khối các cơ quan Đảng đây là những nơi phải có tỷ lệ ủy viên trung ương tương đối để bảo đảm được sự lãnh đạo của đảng trên các lĩnh vực trọng yếu. Các đại hội gần đây trong số các ủy viên trung ương thì tỷ lệ tướng lĩnh quân đội, tướng lĩnh công an không phải là tỷ lệ thấp. Đấy là để bảo đảm tỷ lệ trong các lĩnh vực trọng yếu để thực hiện các nhiệm vụ an ninh quốc phòng, bảo vệ tổ quốc. Còn lĩnh vực kinh tế và nhiệm vụ trọng tâm thì cũng có số lượng ủy viên trung ương đảm bảo. Hay số lượng ủy viên trung ương và các cơ quan như Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, đây cũng là trọng yếu. Lĩnh vực xây dựng đảng đấy cũng là lĩnh vực trọng yếu. Yếu tố vùng miền cũng là vấn đề được người dân quan tâm. Vậy trong cơ cấu nhân sự dự kiến của đại hội 13 có xét đến việc này trong vận kiện hiện nay không đặt vấn đề cơ cấu vùng miền bởi đất nước Việt Nam là thống nhất, đảng ta là thống nhất. Tuy nhiên để bảo đảm đảng lãnh đạo toàn diện thì mấy nhiệm kỳ gần đây hầu như bí thư tỉnh ủy đều là ủy viên trung ương, kể cả khối dân sự, khối quân đội, công an cũng phải bảo đảm cơ cấu. Đương nhiên tiêu chuẩn vẫn là chính. Còn dư luận về cơ cấu miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì trước đây cần cân đối nhưng những khóa gần đây tư tưởng vùng miền trong dư luận cũng đã ít hơn. Trước đây đúng là có tư tưởng vùng miền, dư luận hay nói là lý luận miền Bắc, nguyên tắc miền Trung, tức là tổng bí thư người miền Bắc, thủ tướng người miền Nam và chủ tịch nước người miền Trung. Bây giờ có thể đâu. Nên khái quát đó chỉ là tương đối đúng vào thời điểm đó chứ không đúng với hiện nay. Vấn đề vẫn là chọn người thật sự có đức, có tài. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi